là Bích Chi, đại diện cho nhóm 4 lớp IVK32. Hôm nay mình sẽ trình bày nội dung nghệ thuật xếp Kama Sutra. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về nguồn gốc của Kama Sutra. Kama Sutra được viết tắt từ tên tác giả của Vajrayana, người Ấn Độ. Ông đã cho ra đời một cuốn sách vào cuối thế kỷ thứ 3. Từ trước công nguyên, ông đã nâng tầm tình dục lên thành một cái môn nghệ thuật và mang lại hạnh phúc cho tất cả cặp đôi và độ hài lòng với cuộc sống của mọi người. Kama có nguồn gốc từ Kama Deva, là một vị thần tình yêu trong tiếng Phạn, có nghĩa là bắt nguồn từ thú vui cuộc sống, tận hưởng các thú vị vui trọn vẹn bằng giác mạc. Cuốn sách không những viết về những cái tư thế tình dục giúp cho những cặp đôi thăng hoa mà còn nói về những cái vấn đề nan giải trong đời sống vợ chồng. Kama Sutra được coi là kinh thánh về tình dục. Sau đây em xin bắt đầu giới thiệu về nội dung của cuốn sách. Cuốn sách gồm có 36 chương, 64 phần, được hệ thống thành 7 cuốn. Trong đó 20% là bàn về vấn đề tình dục, 80% còn lại là cách mà con người sử dụng tình dục để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, gồm các tư thế trong màn dạo đầu, ôm hôn, các người nữ chuyển từ tư thế bị động sang tư thế chủ động, cách để bắt đầu và kết thúc một cuộc yêu. Sau đây mình xin giới thiệu nội dung của Kama Sutra là để cải thiện chất lượng chuyện yêu. Gồm có 5 cái tư thế, gồm có 5 tư thế. Thứ nhất đó là tư thế Hitarata. Đây là một tư thế người quan hệ đứng và cả hai người cần có sức mạnh. Người nam thì đứng tựa vào tường và tay nâng người nữ lên trên dương vật của mình bằng cách là dùng tay nâng mông người nữ. Khi ở tư thế này, người nữ sẽ dùng chân kẹp chặt vào hông và ôm bạn tình. Tư thế này rất là tốt cho việc làm tình trong thời gian ngắn nhưng khó để giữ trong một thời gian dài. Tư thế thứ hai là Ripitaka. Người nữ nằm ngửa, tay dang rộng và đưa hai chân lên thành hình chữ V. Người nam nằm lên trên, đặt đầu gối bên hông người nữ và nắm tay bạn tình để tăng thêm sức mạnh. Khi người nam bắt đầu quan hệ, người nữ sẽ cảm nhận sự kích thích khi bị níu giữ. Tư thế thứ ba là Heduka 2. Kiểu quan hệ này dễ thực hiện tương tự kiểu quan hệ từ phía sau. Người nữ nằm úp chân hơi dang rộng, đặt gối dưới hông trước khi di chuyển bụng để tránh dương vật bị trượt ra khi quan hệ. Tư thế thứ tư là Hula Chita. Bạn cần có một cái cơ thể dẻo dai để thực hiện cái tư thế này. Người nữ nằm ngửa người nam thì quỳ xuống và đặt một chân của người nữ lên trán. Chân còn lại thì để tự nhiên trong khi quan hệ, thay đổi chân sau một thời gian. Điều này thay đổi có quan hệ với mỗi lần thâm nhập, tạo sự tiếp xúc giữa người nam và mặt sau chân người nữ để giúp lên xuống dễ dàng. Thứ năm là Piditaka. Người nữ nằm ngửa và co gối sát ngực, đặt chân mình lên ngực người nam. Trong tư thế này, quỳ đối mặt, tiếp xúc tối đa giữa đùi người nam và phần mông của người nữ. Khi bắt đầu quan hệ, người nam sẽ cảm thấy kích hơn do âm đạo của người nữ bị thu hẹp lại trong tư thế này. Và cái phần cuối cùng em xin trình bày là một cái bài học rút ra từ tác phẩm này. Thứ nhất là tác giả muốn nhấn mạnh tinh hoa của Kama Sutra là một màn dạo đầu. Người nam và người nữ phải đáp ứng được các kỹ năng của chương 1, nếp sống của người đàn bà, từ đức hạnh ứng xử khi bắn chồng, như là ôm ấp, hôn, vuốt ve, tạo được cái cảm giác ban đầu, tuyệt đối không được đốt cháy giai đoạn, phải khởi động thật kỹ, từ từ tăng tốc và cuối cùng là về đích an toàn. Thứ hai là luôn luôn sáng tạo, thực hành tốt các tư thế mới trong Kama Sutra. Và ý nghĩa cuối cùng em muốn trình bày đó là kết nối cảm xúc là chìa khóa thành công cho sự thăng hoa. Thông điệp của tác phẩm, tác giả muốn nhắn nhủ rằng là đừng làm nô lệ cho tình dục, hãy biến tình dục thành công cụ làm